Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, lâu nay khi nhắc đến chiến tranh biên giới phía Bắc, hay còn được gọi là chiến tranh Việt Trung năm 79, nhiều người trẻ vẫn nghĩ rằng cuộc chiến kết thúc vào ngày 16 tháng 3 năm 79 khi Trung Quốc tuyên bố rút quân, tức là chỉ kéo dài khoảng 1 tháng. Thế nhưng thực tế cuộc chiến này kéo dài suốt 10 năm, từ năm 79 đến năm 89. Trung Quốc khi đó đã duy trì nhiều sư đoàn trung đoàn độc lập áp sát biên giới lấn chiếm lãnh thổ, biến Việt Nam thành thao trường. Mặc dù trước đó vào ngày 22 tháng 6 năm 79, hai bên hoàn thành việc trao trả tù binh, thế nhưng Trung Quốc vẫn lật kèo và tiếp tục tấn công vào đất Việt Nam. Mới đây sau nhiều năm bí mật về cuộc trao trả tù binh năm 79 đã chính thức được hé lộ. Không ai có thể ngờ rằng lính Trung Quốc đã khai như thế này về chính quyền Trung Quốc. Vậy rốt cuộc khi bị bộ đội Việt Nam bắt làm tù binh, lính Trung Quốc hèn nhát đã khai những gì? Anh em hãy cùng Hồi ức Thời chiến đi tìm hiểu ngay nhé! Anh em thân mến, có lần tôi hỏi đứa em gái đang học lớp 11, đố mày biết chiến tranh biên giới phía Bắc diễn ra năm bao nhiêu và kéo dài bao nhiêu lâu? Nó suy nghĩ một lúc rồi bảo, hình như năm 78 mà anh, kéo dài 1 tháng anh ạ. Tôi ngậm ngùi, lòng buồn man mác, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Em tôi xinh đẹp, cao giáo, học giỏi văn, nhưng bù lại thì nó dốt xử đến mức không chấp nhận được anh em ạ. Não rất quan trọng, vậy mà em tôi toàn mật não. Nói vui với anh em vậy thôi, nhưng điều tôi muốn nói là thế hệ trẻ chúng ta đang rất ít người quan tâm đến lịch sử. Dẫu biết rằng chiến tranh là điều không ai muốn, nhưng khi đã nổ ra vì bất kỳ lý do gì thì không thể lãng quên. Thời gian dần xóa đi những vết tích đau thương, nhưng sự thật của cuộc chiến tranh đó cần nhắc lại đầy đủ, không thêm bớt và cũng không nên che giấu. Chúng ta cần phải đối xử công bằng với lịch sử. Thời thế, quan hệ bạn thù thay đổi, nhưng lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì không bao giờ thay đổi. Hôm nay trong những ngày tháng 7 lịch sử, chúng tôi muốn nhắc lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 79 là để tri ân người đã ngã xuống, là cách nhắc nhở với thế hệ trẻ, cho hậu thế những bài học lịch sử và cũng là cách chúng ta thể hiện vị trí đàng hoàng, đĩnh đạc của một quốc gia có chủ quyền trước các cường quốc. Ôn lại cuộc chiến không phải để gặm nhấm quá khứ, mà để rút ra bài học cho hiện tại, hướng tới tương lai, một tương lai hòa bình, hữu nghị và hợp tác để cùng nhau phát triển. Trở lại câu chuyện trao trả tù binh năm 79, trong thời gian mấy tháng ở trại giam tù binh của Việt Nam, các binh lính Trung Quốc bị bắt thường tỏ ra nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, không có hành động quấy phá, chống đối gì. Chứ còn trước đây, khi còn là lính Trung Quốc real thì chán không tả nổi, trông lôi thôi lếch thếch, suốt ngày đốt nhà trộm chó trộm gà của dân. Với vẻ bề ngoài này thì đã tố cáo bọn lính này không đi trộm cắp cũng là phường bất lương. Thậm chí khi nói đến lính Trung Quốc, tướng của ta còn nói rõ rằng đó là một quân đội ô hợp. Nhưng nói gì thì nói, môi trường nó cũng quyết định đến tính cách con người, tướng nào thì lính ấy. Còn khi đầu hàng với quân ta thì ngoan hẳn, trở thành người thiện lương, chứ không nghĩ đến bắn giết trộm cắp nữa. Có điều lính Trung Quốc quan tâm nhiều đến bữa ăn, mỗi khi có phái đoàn chữ thập đỏ quốc tế đến thăm trại, một số người hay tranh thủ kêu ca. Cơm ăn không đủ no, thức ăn thịt cá dầu mỡ, rau toàn rau muống với rau bí. Có người vặn hỏi cán bộ quản giáo, Việt Nam nói đầu hàng thì được đối xử tử tế, sao lại cho chúng tôi ăn như vậy? Không biết ở Trung Quốc hồi đó lính được ăn gì mà họ kêu than như bị bỏ đói. Họ đâu biết được hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam vào thời điểm ấy. Trong những ngày tháng khó khăn ấy, khẩu phần ăn mỗi ngày của họ vẫn được ta bảo đảm 700 gram gạo, không độn mì mốc, ngô rang ngựa hay hạt bò bò. Lại có chút thịt cá dầu mỡ là ta đã rất cố gắng. Về sau khi tù binh được cử người cùng đi nhận thực phẩm ở kho chung với cán bộ chiến sĩ của trại, được tận mắt chứng kiến phần thực phẩm dành cho bộ đội Việt Nam còn ít hơn phần của tù binh. Được nhìn bàn ăn của cán bộ chiến sĩ ta, họ mới hiểu ra và thừa nhận thực sự họ đã được đối xử tử tế. Đó phải hiểu thì mới thương được anh em ạ. Ngoài ra tuyệt đại đa số tù binh đều thành thật khai báo, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của cán bộ quản lý trại. Có người nói giọng địa phương khó nghe, rất sợ bị hiểu nhầm là ngoan cố, khai báo không thành khẩn thì sau này hết chiến tranh có thể sẽ không được trao trả về nước với gia đình, hoặc sẽ bị đối xử tàn tệ như chỉ huy của họ tuyên truyền trước khi đi đánh nhau. Nhiều lính Trung Quốc khai rằng mình bị chính quyền lừa đi đánh Việt Nam vì tin theo lời của chỉ huy nói đánh Việt Nam để chi viện cách mạng Campuchia. Trừng phạt Việt Nam tiểu bá, chính quyền đã giao giác những điều sai trái cho họ để rồi họ trở nên tàn ác. Và rồi họ gây ra chiến tranh xâm lược, phá hoại những công trình công cộng, nhà dân ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Khi đối diện với nhóm người này, cán bộ ta luôn có những màn đấu trí căng thẳng và khiến họ phải cúi đầu mỗi khi bị hỏi.
Trung Quốc lấy tư cách gì mà đòi trừng phạt nước khác? Các anh xưng danh quân giải phóng nhân dân sao lại giết hại dân thường, phá hủy những công trình phúc lợi, dân sinh? Các anh nói kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi sao lại đặt mìn phá hoại di tích Hàng Park Bó? Tù binh Trung Quốc hổ thẹn khi chứng kiến cảnh hoang tàn. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 79, hai nước Trung Việt tiến hành 5 đợt trao trả tù binh tại cửa khẩu Hữu Nghị, nằm giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây. Đến ngày 22 tháng 6 năm 79, công tác trao trả đã hoàn thành với 239 tù binh Trung Quốc. Thực ra là 238 người và hài cốt một tù binh bị chết trong trại do bị thương nặng đã được Việt Nam trao trả cho phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc cũng trao trả cho Việt Nam 1.638 người bị họ bắt, nhưng đại đa số là dân thường mà họ gán cho là nhân viên vũ trang Việt Nam với rất nhiều người già và phụ nữ. Riêng phụ nữ đã có tới 117 người. Việc trao trả được tiến hành ngay tại cây số 0, tức là điểm khởi đầu của tuyến quốc lộ số 1 của Việt Nam, với sự trung gian của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Trước khi hai bên tiến hành trao trả, các đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế đã được phép tới các trại giam tù binh của hai bên để giám sát việc thực hiện chính sách đối xử đối với tù binh theo Công ước Geneva và giúp hai bên kết nối liên lạc, chuyển thư tín, tin nhắn của các tù binh về với gia đình. Để lên được cây số 0, các tù binh, nhân viên công tác của Việt Nam, các đại diện Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, các nhà báo trong ngoài nước thường tập kết tại thị xã Lạng Sơn, sau đó di chuyển bằng ô tô lên Đồng Đăng. Những cán bộ phía ta làm nhiệm vụ trao trả khi tới đây đều vô cùng đau lòng và phẫn nộ khi thấy một đô thị chết chìm trong cảnh đổ nát. Quân Trung Quốc khi rút lui đã dùng thuốc nổ phá hết nhà cửa, tiêu hủy tất cả những gì có thể ích lợi với cư dân. Các toa tàu hỏa, đường dây, thiết bị trong nhà máy, cầu cống, cột điện, nhiều tù binh cúi gằm mặt xuống, chắc là vì hổ thẹn. Khi không còn đường cho xe đi, mọi người phải xuống xe và tiếp tục đi bộ mấy cây số cho đến biên giới. Có lúc đó là những đoạn đường mòn hẹp tới mức mọi người phải đi theo hàng một. Lối đi là khu vực đã được rà mìn. Xung quanh đầu đầu cũng có dòng chữ có mìn viết trên đá và những tấm biển nhỏ cảnh báo những nơi chưa được rà mìn. Có lần một tù binh dù đã bị cấm nhưng ngại tiểu tiện trước mặt những người khác đã đi thêm vài bước vào rừng đến khu vực cấm. Anh ta đã dẫm phải một trái mìn, mìn nổ khiến anh ta cụt bàn chân. Việc trao đổi tù binh diễn ra theo một nghi thức nghiêm ngặt. Việc trao đổi tù binh diễn ra theo một nghi thức nghiêm ngặt do hai bên ấn định. Tại đây, đường biên giới được biểu tượng bởi một vạch vôi màu trắng có bề rộng chừng gang tay được quét lên mặt đường rộng. Các sĩ quan biên phòng thường luôn nhắc nhở mọi người đừng bước qua vạch vôi vì sẽ có cớ để bên kia coi đó là hành động khiêu khích. Mỗi cuộc trao trả thường có khá đông nhà báo trong ngoài nước tham dự. Phía Việt Nam thường là các phóng viên các báo, hãng thông tấn của nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, báo Akahata của Nhật và hãng tin AFP của Pháp. Bên phía Trung Quốc thì số nhà báo đông hơn, chủ yếu là các hãng phương Tây. Qua tìm hiểu thì hầu như không có mặt các phóng viên Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Một cuộc họp trao đổi giữa đại diện Hội Chữ Thập Đỏ hai nước được diễn ra tại chỗ để khớp lại danh sách, tình trạng những người được trao trả. Khi cuộc trao trả bắt đầu tại biên giới phía bên Việt Nam, một sĩ quan biên phòng đứng đọc một văn bản thông báo về việc trao trả được viết sẵn, được dịch sang tiếng Trung Quốc. Phía bên kia là một người Trung Quốc cầm danh sách đối chiếu. Sau đó các tù binh Trung Quốc, từng người một, bước qua vạch đi sang phía bên kia biên giới. Tất cả họ đều mặc bộ quần áo giản dị và sạch sẽ màu xanh. Mỗi người cầm một túi nhỏ, bên trong là những món quà đặc sản của Việt Nam và những đồ vật cá nhân của họ bị thu khi bị bắt, nay được trả lại. Phía Trung Quốc thường biến các cuộc trao trả thành những màn kịch kịch cỡm. Các tù binh Trung Quốc khi vừa bước qua biên giới đã nghe tiếng quát yêu cầu họ quẳng ngay túi quà đi. Cứ mỗi người bước sang lại có hai người mặc áo choàng y tế màu trắng tiến đến, ôm lấy, dìu đi như thể họ bị ốm nặng. Mặc dù hoàn toàn khỏe mạnh, được ăn uống đầy đủ. Việc này xảy ra trước sự lắc đầu, nhún vai của nhà báo quốc tế. Sau đó đến lượt những người bị bắt bị gọi là tù binh Việt Nam được phía Trung Quốc trao trả. Họ cũng mặc đồng phục sạch sẽ, tay cầm túi quà. Khi họ bước qua biên giới sang phía Việt Nam, một sĩ quan trong ủy ban đón tiếp ôm chầm lấy từng người và nói: "Chào mừng các đồng chí đã trở về với Tổ quốc." Rồi từng người bước về phía sau để nhường chỗ cho người khác trong niềm vui được trở về. Một số tù binh Trung Quốc bị bắt khi xưa, sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ đã trở lại Việt Nam với tư cách là nhà kinh doanh hoặc khách du lịch. Chính sự đối xử nhân đạo của quân đội và nhân dân ta đã khiến họ nhận rõ sự thật của cái gọi là chiến tranh phản kích tự vệ chống Việt Nam mà họ đã bị đẩy đi tham gia, nhận ra đâu là lẽ phải để rồi trở thành nhịp cầu nối lại tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, về câu chuyện trao trả tù binh giữa ta và Trung Quốc, có một nhân chứng là Donald Peter, tác giả cuốn sách về Việt Nam,
100.000 cây số tại Việt Nam, từng là phóng viên thường trú ở Việt Nam của Nhật báo Tự do Nhân dân và của hãng thông tấn Hungary MTI. Ông đã kể lại câu chuyện này trong hồi ký của mình. Đặc biệt, ông còn nói về thái độ chào đón tù binh của ta và bên Trung Quốc là hoàn toàn trái ngược. Cụ thể như sau. Vào ngày 17 tháng 2 năm 79, Trung Quốc đã huy động một lực lượng lớn quân sự khổng lồ. Theo các nguồn tin phương Tây gồm 9 quân đoàn, 3 đại quân khu phương diện quân và vài chục sư đoàn cùng lực lượng không quân để tấn công nước láng giềng Việt Nam. Nhiều sử gia gọi sự kiện này là cuộc chiến Đông Dương lần thứ 3 sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc chiến đấu chống Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Quân đội Việt Nam trưởng thành và thu được nhiều kinh nghiệm trong những cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc trước quân đội Mỹ và chính quyền miền Nam. Và những kinh nghiệm ấy đã được nhân lên trong cuộc chiến chống lại những đợt tấn công của kẻ thù phương Bắc. Xin được ghi lại trong vài dòng những hồi tưởng của tôi liên quan tới cuộc chiến này. Tôi đến Việt Nam vào đầu năm 81 trên cương vị phóng viên chung của Nhật báo Tự do Nhân dân và hãng thông tấn Hungary MTI khi những cuộc chiến ác liệt đã khép lại. Cũng như những người tiền nhiệm, tôi dự định sẽ ở Việt Nam trong vòng 1 năm, nhưng rồi khoảng thời gian này đã kéo dài gần 4 năm. Tôi đã yêu đất nước và con người Việt Nam, cho dù thời kỳ đó người dân Việt Nam phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Sau những cuộc chiến dài nhiều thập kỷ chống thực dân Pháp và đế quốc Nhật, cuộc chiến hơn 10 năm chống lại quân đội Mỹ và đồng minh Nam Việt Nam của họ khiến người dân Việt Nam hết sức kiệt quệ cả về lực lẫn kinh tế. Trong tình trạng suy kiệt ấy, Việt Nam đã bị tấn công từ phương Bắc. Tôi có nhiều dịp tới vùng biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường xuyên tổ chức những chuyến đi tới vùng biên giới cho nhóm phóng viên ngoại quốc, chỉ có vỏn vẹn vài người lúc đó đang ở Hà Nội. Lần nào tôi cũng tham gia những chuyến đi đó, một phần vì rất thú vị khi được thấy một miền quê ở khu vực mà một nhà báo không thể tới được theo cách khác. Mặt khác, tôi được thúc đẩy bởi động lực vĩnh cửu của một phóng viên. Tôi cần phải ở đó, bằng không nếu xảy ra điều gì quan trọng mà tôi chậm chân thì... Tôi là đại diện duy nhất của báo chí Hungary. Tôi đi xe riêng tới Lạng Sơn, nhưng từ đó thì Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc quân đội bố trí cho nhóm phóng viên phương tiện di chuyển, xe buýt hoặc jeep và nhóm hộ tống có vũ trang. Chúng tôi đi lên phía Bắc về phía biên giới, qua những xóm làng bị đạn bom tàn phá hoang tàn, những vùng cư dân không còn bóng người. Đồng Đăng là thị trấn lớn cuối cùng mà chúng tôi đi qua. Đau lòng vô cùng khi thấy một thành phố chết chìm trong đổ nát. Những đạo quân Trung Quốc khi rút lui đã cho nổ hết nhà cửa, tiêu hủy tất cả những gì có thể ích lợi với cư dân. Các toa tàu hỏa, đường dây, thiết bị trong nhà máy, đường xá, kênh đào. Khi không còn đường cho xe đi, chúng tôi xuống xe và tiếp tục đi bộ cho đến biên giới. Đôi lúc đấy chỉ là những đường mòn hẹp tới mức mà chúng tôi phải đi theo hàng một. Xung quanh chúng tôi là khu vực đã được rà mìn. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rằng đâu đâu cũng có dòng chữ có mìn viết trên đá và những tấm biển nhỏ cảnh báo những nơi chưa được rà mìn. Cần phải tuân thủ nghiêm túc lời cảnh báo này, chúng tôi đã ý thức được qua một trường hợp buồn bã. Một bận khi chúng tôi đi qua một đường mòn hẹp để tới đoạn biên giới Việt Trung diễn ra trao trả tù binh. Một tiếng nổ và khói mù mịt bay lên trong khu rừng rậm khiến bầy chim đang lượn trên những ngọn cỏ cao tới đầu người phải hoảng hốt. Cả đoàn người sững lại. Chỉ về sau chúng tôi mới biết điều gì đã xảy ra. Sau chúng tôi là nhóm tù binh Trung Quốc gồm từ 50 đến 60 người đang đi tới điểm trao trả. Có thể là một tù binh, dù đã bị cấm, nhưng ngại tiểu tiện trước mặt những kẻ khác, đã đi thêm vài bước vào rừng đến khu vực cấm. Anh ta dẫm lên một trái mìn nổ khiến anh ta cụt bàn chân. Không chết, nhưng người tù binh này cũng bị thương nặng. Bản thân việc trao đổi tù binh diễn ra theo một nghi thức nghiêm ngặt do hai bên tham chiến ấn định. Tại đây, đường biên giới được biểu tượng bởi một vạch vôi màu trắng có bề rộng bằng mu bàn tay, được quét hình chữ thập lên con đường dài bê tông rộng chừng 5m, là nơi được tránh mọi mũi tên, hòn đạn và mìn nổ. Các bạn Việt Nam lưu ý chúng tôi bằng mọi giá đừng có bước lên đường biên vì sẽ có cớ để bên kia coi như một sự khiêu khích. Tiến đến gần biên giới, chúng tôi liếc nhìn thấy những người Hoa ở hai bên của con đường. Các quân nhân có vũ trang đứng làm hai hàng. Trước họ là một người có vẻ như là quan chức ngoại giao vận áo kiểu Tôn Trung Sơn. Bên cạnh người này là một nhóm ký giải, phóng viên ảnh đang nhộn nhạo chuẩn bị máy quay. Thời đó chưa có, ít nhất là tại Việt Nam và Trung Quốc, loại máy quay cầm tay đa chức năng TV, máy quay đầu phát video mà người quay phim ở cả hai bên đều dùng máy quay chạy bằng pin hoặc là loại lên dây bằng lò xo. Cả hai bên đều rất hăng hái chụp ảnh lẫn nhau, cố nhiên lý do không đơn thuần chỉ là sự tò mò của các nhà báo. Trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan quân báo Trung Quốc có thể cũng có vài chục tấm ảnh chụp tôi thời đấy. Dẫu sao, hơn chục năm sau,
khi tôi đã chuyển sang Bắc Kinh trên cương vị phóng viên thường trú của Tự do Nhân dân. Chưa bao giờ có viên chức Trung Quốc nào bảo tôi, thưa ngài, chúng tôi đã thấy ngài ở bên kia biên giới phía Nam, bên Việt Nam. Nói thêm là đến lúc đó các mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã được bình thường hóa. Trở lại năm 81, tại biên giới phía bên Việt Nam, một sĩ quan quân đội nhân dân đứng lên và đọc một bài đã được viết sẵn. Rồi các tù binh Trung Quốc, từng người một, đi sang phía bên kia biên giới. Tất cả đều mặc bộ quần áo giản dị và sạch sẽ màu xanh xám. Mỗi người cầm một túi nhỏ, bên trong là những món quà. Trong vụ trao đổi tù binh này, có một tấn tuồng gì đấy mang tính kỳ quặc và buồn bã. Nhiều tù binh Trung Quốc khi vừa bước qua biên giới đã quẳng ngay túi quà với động tác ngoạn mục. Cứ mỗi người như thế, lại có hai y tá mặc áo choàng trắng tiến đến gần, ôm lấy và dìu đi như thể bị ốm nặng. Mặc dù họ hoàn toàn khỏe mạnh, được ăn uống đầy đủ và đây là điều mà không phải mọi người Việt đều có được trong những thời gian đói kém ấy. Rồi sau đó đến lượt tù binh Việt Nam được trao trả từ phía Trung Quốc. Những người lính Việt cũng mặc đồng phục sạch sẽ, tay cầm túi quà, nhưng không hề cư xử như một bộ phận tù binh Trung Quốc. Ở phía Việt Nam, một sĩ quan trong ủy ban đón tiếp ôm chầm lấy từng người, nói các đồng chí đã trở về quê hương. Rồi những người này lặng lẽ lùi ra sau để nhường chỗ cho người khác. Mỗi cuộc trao trả tù binh như thế kéo dài không quá một tiếng rưỡi. Sau đó chúng tôi quay trở lại, cũng trên con đường mòn chật hẹp ấy để trở lại xe. Đi qua thị trấn Đồng Đăng bị phá tan hoang, đượm buồn, qua các lan bản và rồi một lát đã về tới Lạng Sơn. Sau xung đột nghiêm trọng ở vùng biên giới tháng 4 năm 84, các bạn Việt Nam đưa giới phóng viên chúng tôi đến một đoạn khác của biên giới. Tại đây chúng tôi có thể quan sát hoạt động của một trung đội biên phòng Việt Nam. Chương trình này kéo dài nhiều ngày, chúng tôi ngủ lại một doanh trại quân đội ở một xã nhỏ cạnh Lạng Sơn. Bộ đội Việt Nam cho chúng tôi mượn chăn vì ở vùng đó về đêm, nhiệt độ xuống gần 0 độ mà độ ẩm lại cao nên rất khó chịu. Một số chiến sĩ thuộc trung đội luyện các bài chiến thuật tiếp cận mục tiêu ẩn, được trang bị súng trường AK-47, tận dụng địa thế không bằng phẳng, họ bò sát đất để đến gần mục tiêu. Trên sườn đồi nhìn về phía Trung Quốc, phía Bắc, tọa lạc hệ thống hào công sự ngoằn ngoèo. Cứ một đoạn lại có cứ điểm đặt súng máy. Đó là loại đại liên DSHK 12,7 ly của Liên Xô, được gọi bằng cái tên Dushka. Đối diện với nó trên những cánh đồng thuộc lãnh thổ Trung Quốc, nông dân vẫn làm việc trồng lúa, họ cũng di chuyển nhịp nhàng hệt như những người Việt cùng số phận với họ. Cuộc chiến biên giới rộ lên năm 79, nhưng sau giai đoạn đầu đó, xung đột quân sự giữa đôi bên vẫn âm ỉ trong nhiều năm dài. Các bạn tháp tùng tôi nói rằng thỉnh thoảng Trung Quốc lại bắt từ phía họ sang lãnh thổ Việt Nam. Họ dùng cả Đại Liên và Đại Bác, cố nhân Việt Nam cũng không chịu để yên. Thời trước tôi từng là lính pháo thủ, nên tôi có thể nhận ra dấu vết của tạc đạn loại 122 ly trên đồng ruộng bên Việt Nam, cách xa biên giới nhiều cây số. Pháo binh Trung Quốc dùng loại đạn nổ ngay khí tiếp đất, do đó nó tạo nên những miệng núi lửa đen xì, đường kính từ 60 đến 80 cm. Nhưng mảnh đạn của nó thì có thể oanh tạc người và động vật trong vòng 50 đến 70 năm. Những dư chấn của cuộc chiến Việt-Trung cũng có ảnh hưởng tới chúng tôi, giải phóng viên ở Hà Nội. Cho dù nhóm ký giả quốc tế này có nhỏ bé thế nào đi nữa, nhưng tại đó cũng có sự hiện diện của hãng tin Pháp AFP và tờ Nhân đạo Humanist, độc nhất trong số các hãng truyền thông lớn của phương Tây. Khi đó tại Hà Nội, tòa đại sứ Trung Quốc vẫn hoạt động như một thế giới vô cùng khép kín. Đối với Bắc Kinh, quan trọng là họ đảm bảo được thiện cảm của giới phóng viên. Một bận, họ mời các phóng viên ngoại quốc tới Đại sứ quán Trung Quốc. Không phải tất cả đều nhận lời. Nếu tôi nhớ không nhầm thì vài người, trong số đó có nhóm phóng viên Liên Xô, nhóm đông đảo nhất đã từ chối. Tôi thì đi vì tôi là nhà báo. Nhiệm vụ của tôi là phải thu thập được thông tin một cách rộng rãi nhất trong phạm vi có thể. Khỏi phải nói là ở tại tòa đại sứ, tôi được chiều chuộng hết cỡ, được xem phim, mời ăn những món tuyệt vời và còn được tắm trong một bể bơi nước sạch tinh tươm. Một thanh niên người Hoa vạm vỡ còn thách tôi thi bơi. Cuộc chiến Việt Trung năm 79 còn được gọi là cuộc chiến tranh Đông Dương thứ ba. Có mối quan hệ gì với chính trường thế giới? Trung Quốc như họ muốn cho Việt Nam một bài học vì nước này vào năm 78 đã khởi quân chống thể chế diệt chủng Pol Pot ở Campuchia vốn được Bắc Kinh bảo trợ. Họ chỉ chờ thời và thời cơ tới khá nhanh. Đầu năm 79, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã sang thăm Hoa Kỳ để có được sự ủng hộ ngầm của Washington. Nếu không có được điều đó, khả năng là sau đó 6 tuần, Bắc Kinh đã không dám hủy bỏ hiệp ước hữu nghị với Liên Xô. Và hai ngày sau thì mở một cuộc tấn công quân sự trên bộ đối với Việt Nam với một sức mạnh chưa từng thấy ngay cả trong những năm diễn ra cuộc chiến Việt-Mỹ. Anh em thân mến, những quá khứ bi hùng trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đó nhắc nhở chúng ta, tất cả thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau phải luôn tăng cường đoàn kết,
xây dựng đất nước giàu mạnh để đủ sức đối phó với mọi tình huống trong một thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ, bất trắc. Trên cơ sở có chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột, phát huy truyền thống giữ nước từ khi nước chưa nguy, nhắc lại sự thật lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Bên cạnh việc khẳng định sự chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, còn là dịp để chúng ta tri ân những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.